CEO Vietjet nhận lương gần 220 triệu đồng trên một tháng. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là lãnh đạo có mức thù lao trên một tháng cao nhất của Vietjet trong năm 2016. Theo báo cáo mới nhất của công ty cổ phần hàng không Vietjet, hay còn gọi là Vietjet Air, năm 2016, hãng đã chi hơn 13,1 tỷ đồng để trả lương cho các vị lãnh đạo cấp cao thuộc hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban điều hành của công ty. Nữ tỷ phú đô la duy nhất của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo với hai chức danh nắm giữ tại Vietjet Air, bao gồm tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị, nhận được mức thù lao năm 2016 là hơn 2,6 tỷ đồng. Tương đương mỗi tháng, bà Thảo nhận gần 222 triệu đồng, mức thù lao cao nhất mà các vị lãnh đạo hàng không này nhận được trong năm qua. Đáng chú ý, dù nắm giữ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị tại Vietjet Air, bà Nguyễn Hà Thanh chỉ nhận được mức thù lao hơn 1,27 tỷ đồng. Mức này thấp hơn nhiều so với thù lao của các vị lãnh đạo trong ban điều hành công ty. Ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch hội đồng quản trị nhận được tổng cộng 902 triệu. Ông Chu Việt Cường, thành viên hội đồng quản trị nhận thù lao 602 triệu, tương đương hơn 50 triệu trên tháng. Các thành viên trong ban điều hành Vietjet Air là nhóm được chi trả thù lao nhiều nhất trong năm 2016. Cụ thể, 6 thành viên ban điều hành đã nhận được gần 9,6 tỷ đồng. CEO Nguyễn Thị Phương Thảo có mức thù lao cao nhất công ty, thì ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành Vietjet Air nhận được hơn 433 triệu đồng, hơn 36 triệu trên tháng. Bốn phó tổng giám đốc của hãng này còn lại bao gồm ông Nguyễn Đức Tâm nhận được 1,42 tỷ, bà Nguyễn Thị Thúy Bình nhận được 1,686 tỷ, ông Nguyễn Đức Thịnh nhận gần 1,69 tỷ và ông Tô Việt Thắng nhận mức thù lao hơn ông Thịnh 20 triệu. Trong một chia sẻ mới đây, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết đội ngũ lãnh đạo của Vietjet Air đã phải mất gần 800 ngày cùng hàng triệu USD chi phí mới có thể đưa được cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán theo đúng quy chuẩn quốc tế. Mã cổ phiếu VGC đang được giao dịch ở mức giá 130.000 đồng trên mỗi cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa công ty đạt khoảng 42.457 tỷ đồng, sắp xỉ 1,9 USD.